xong lên với hồi hai của Black Friday. Mai là ba trận con Madafuri, Canriot. Black Friday weekend. What the fuck, man? Chương 2 đây ư? Thôi thì làm đúng là cái phần này một một lần duy nhất thôi nhá. Em Van Tran đéo có đâu. Van Hala không dám chơi. Đợi để dành tiền cho Dry Syndicate. Cái đấy đáng để mở khóa xe hơn. Chứ không phải mấy cái trò chơi may rủi như này đâu. Nào. Trận thôi. Chắc chắn luôn. Chỉ cần đủ sao con xe cũng chỉ cần đủ 7 xe quốc dân là có thể lên được cái set cuối rồi. Nhưng mà cái set cuối nó không chơi được. Để chơi được thì phải có key của con SSC Totara. Và thậm chí nhá, nó sẽ chia thành hai phe. Một phe là phải đủ condition. Đấy. Đủ 400 mục tiêu. Để lấy được key để 100 mục tiêu. Hai là việc may mắn trong khi đập pack có key. Đấy. Nói cho mình hai lựa chọn để có key đấy. Tôi chọn là cái cách là 400 nhá. Nếu tôi mà là hai cách, cả hai cách đều cần phải có tiền thì cần phải có token dầu thì phải dầu token đó, nên là tôi sẽ chọn phương án gọi là nếu mà tôi có token dầu đấy thì tôi sẽ chọn 400 condition nhá, chứ đừng chọn cái khác. Đập pack SC Totara chứ đừng có đập pack CSC Totara có key. Đừng lạm dụng những sự thừa thãi của mình vào trong game. Một trận. Một trận thôi. Mấy chú nào đã mê ảo ảo con Van Hala chưa? Và tất nhiên rồi. Tuổi gì mà được ăn tuổi gì mà được ăn cái gói đấy nhỉ, tuổi gì mà ăn cái ăn token dễ như thế được. Tôi không phải một thằng chơi hát nên tôi sẽ không bao giờ chơi cái trò chơi xui may rủi như vậy đâu. National Black Friday Weekend chả có gì ngoài mấy con quốc dân này, người tôi đã sưu tập hết rồi, chỉ có con Ly Can là chưa mắc thôi. Mắc cái là end game ngay. Đó. Chúng tôi sẽ không bao giờ mắc bằng gói đâu. Tôi đã từng mắc bằng gói con Ly Can. Tôi đã từng cố gắng mở khóa Ly Can bằng gói rồi. Và nó chỉ được một lần trúng. Xong mấy cái token vừa nãy đập đi đập lại một lần nữa. Nhưng mà cũng được con Nissan. Đấy. Nói chung là tôi rất là đen. Mọi người nghĩ cái Black Friday An phát chín Black Friday A9 Full Anniversary có phải là rác không nhỉ? Tôi thấy nó hơi bị rác đấy. Bởi vì rằng là phải có mở khóa con vuông nó cần với cái máy couple mới có. Thì mới có, còn bây giờ cái này có thể cho mình free trail đấy. Có Grand Prix là mình cứ đập pack ngay vào vào cái mở ngay. Đây. Đơn giản như thế lắm. Apota đấy. Cái lúc mà tôi chơi Apota Special Event nó có thể là dễ cho những người đủ đủ cũ. Nhưng vì tôi chưa đủ cũ nên tôi vẫn chưa thể chơi được đâu. Toàn mấy con quốc dân thôi. Đấy, rất dễ để lấy. Rất dễ lên top. Nhưng mà tôi không lên được top rồi.
Mẹ cái thằng kia. Đéo nốt được. Cày lắm. Đó, hết rồi nha. Đua TLE như cứt. Tất nhiên rồi, mới chơi nên là mới chỉ ở thế này thôi. National Soccer đây. Phần 1. Citat. Tôi mới nhận ra là có World Cup đấy. Cảm ơn game đã cho tôi gợi nhớ rằng sắp có World Cup rồi. World Cup đang đang bắt đầu trong chúng ta rồi đấy. Chúc mọi người có một buổi đá World Cup vui vẻ nhá. Chơi xem gì chơi. Không quan tâm. Ngắm ngắm cho vui thôi. Xe nào cũng được. Đều được hết. Chọn gì cho nó chắc là đáng nhớ đây. SCG New King Class D. Mọi người có nghe gì không nhở? Tôi nghe, tôi đeo tai nghe nè, tôi không nghe rõ. Mà tôi quên mất là phải nói vào mic. Chan khi đủ ngon và đủ nghe rõ. No. Kinh nghiệm. Mẹ ơi, thế nữa rồi. Cay thế. Thông vào. Tôi lật tắt thông báo mọi người ơi. Thế luôn đấy. Trời ơi. Nào đúng rồi. Về khung thành đây. Về khung thành. Xong. Xong khung thành. Đủ token. À đúng rồi, tôi nên là dùng con mạnh nhất đi. TLE phải dùng con mạnh nhất chứ lại. Thôi Grand Sport đi. Xong Star Wars Huracan Evo. Tôi chơi Huracan Evo luôn. Game này có hạn 5 ngày vào. Cái này có hạn 5 ngày nên là tôi sẽ cố trông được nhá. Bịt mẹ tôi. Mọi người thấy con spot động chưa mọi người ơi? Quốc dân thì chỉ có body kit thôi. Còn xe xịn là xe độc quyền là sẽ có đề can. Nhưng có thể có sẽ có con xe quốc dân, nhưng mà nó sẽ có hai xe quốc dân, có thể có được cả hai đấy.
Body kit và decal. Đáng ra tôi nên cái lúc mà tôi đang mở khóa con decal con của con Evija đấy, tôi nên thay cái lúc mà họ đang có free trial của con Evija đấy thì tôi nên thay sang decal của con Evija luôn. Nhưng vì tôi chơi, nhưng tôi là một thằng quê quê mùa nên không thể nào mà ăn được cái đấy, không thể dùng được cái đấy. Xong fatality bao nhiêu phần trăm đây, bao nhiêu phần trăm đây, vẫn 100%. Nào lấy thẻ Valhalla thôi. Tôi có nên trả bằng một cái quảng cáo không nhỉ? Chúng ta sẽ cùng nhau và làm một trận quảng cáo đã, rồi là một trận cuối cùng chơi thì cho là chắc, cho chất. Ok, chúng ta đã quay trở lại rồi đây. Gotero Nismo. Cần đầu tư cao hơn đấy. Các không ý. Chờ tôi một tí nha. Lấy sạc cái đó. Nói chung là sạc này nó chơi khó lắm. Thực ra là có thể là chơi đeo tai nghe nên là có thể là bịt kín phần mic cũng được. Bịt kín phần mic và phần âm thanh của điện thoại cũng được. Đấy, bởi vì có tai nghe rồi thì cứ tận hưởng theo cách của mình thôi. Đây. No problem. Dí mic phải mệt lắm đấy. Cho vào môi nói mới nghe rõ được. Xong 3 trận. Vạn Hà là quá quan trọng. Ừ, có.
Django. Bốn trận Jungle của con H2 luôn. Tại vì sao? Nó sắp mắc rồi đấy. Chỉ còn đúng hai epic nữa thôi. Trúng epic nào? Chơi epic đấy. Black Friday vui vẻ. Ultima RS vui trở lại thì mọi người có muốn thì mọi người có thấy vui không? Bùm. Nó được. Nó vượt trước tôi. Nó chết. Ngay sau khi nó vượt trước tôi. Quá đỉnh. Quá lợi hại. Không thể tả nổi. Được hết. Tier 25 sẽ là một cái thẻ wildcard. Tôi sẽ là người dùng thẻ wildcard. Ok không? Win loser, anh ấy chưa dùng wildcard đâu. Nên có tất cả xe đều mắc. Thì bá có mẹ nó rồi. Con xe tôi lên mắc đấy chính là con Countach Fourth Anniversary, vì đây là cái con chỉ có thể cho không quá thần kinh cho cái nhà của game. Trừ mất bố cả điểm rồi đấy. Mười bốn điểm. Trừ mười bốn điểm. Suy ra được âm mười bốn điểm. Tuần sau chắc chắn là có Black S chơi chay không token. Black S không không skip. Có con Black S mà không còn skip. Đó. Hai trận nữa thôi. New York và Thượng Hải của tôi đâu? Mang đây.
xì tai tướng. Cái tai nghe của tôi. Ha. Trừ bố cái điểm rồi. Lại rồi tai nghe. Trận cuối này. Lần này không được điểm thì thôi đấy. Rồi, dại lại nữa rồi. Đập chết nó đi. No. Lại thu điểm đấy, cứ chửi cái này là đen ngay, game không cho đỏ gì cả, đen thật sự luôn đấy. Vượt đúng một thằng, hai thằng còn lại nó quật, nó thắng rồi. Thế nhá, xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người những buổi sau. Tôi cho nên xin min, chúc mọi người, tôi sẽ đưa mọi người đến xa hơn. Bye bye.